Bây giờ sẽ là phần thi vượt chướng ngại vật, và các thí sinh hãy cùng nhau nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 10 chữ cái để vượt qua phần thi này. Và sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý. Như thường lệ, ngoài những từ hàng ngang này thì còn có một gợi ý khác rất quan trọng về hình ảnh sẽ cung cấp thêm những dữ kiện, thông tin để các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm ra chướng ngại vật. Bây giờ người sẽ đưa ra sự lựa chọn đầu tiên là bạn Thất Chính. Xin mời bạn. Chào chị, em xin chọn từ hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 gồm có 6 ký tự. Bạn hãy điền từ còn thiếu trong câu hát sau. Mùa em đi phát mấy lòng nương, anh vào rừng đặt mấy cài trông. Chỉ có một người đưa ra câu trả lời là bạn Thanh Tùng và đáp án của bạn là trông. Rất tiếc, đây chưa phải là một câu trả lời chính xác. Như vậy, hàng ngang này và góc hình ảnh đầu tiên vẫn còn là ẩn số. Xin mời Tuấn Chiến đưa ra sự lựa chọn tiếp theo. Em sẽ chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 là một từ gồm có 4 chữ cái với nội dung câu hỏi như sau. Hãy cho biết từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau. Thỉnh thoảng, trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạt sương mờ. Đây là những câu được trích trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu. Bạn Thất Chính trả lời từ còn thiếu là từ ngắm, bạn Thanh Tùng là vầng, bạn Phú Vinh là nhìn. Vâng, đã có khá nhiều những phương án trả lời khác nhau được đưa ra. Nhưng một lần nữa, từ hàng ngang này lại tiếp tục là ẩn số ạ. Xin mời Thanh Tùng. Em chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 là một từ gồm có 3 chữ cái. Trên la bàn, vạch số 0 thường chỉ hướng nào? Cả 4 bạn đều có chung một câu trả lời là Bắc, và lần này thì các bạn đã thành công rồi ạ. Chỉ còn lại một từ hàng ngang nữa thôi, đó là từ hàng ngang số 3, là một từ gồm có 2 chữ cái với nội dung câu hỏi như sau. Trong bài ca dao Tát nước đầu đình, chàng trai đã để quên đồ vật gì của mình trên cành hoa sen? Tín hiệu trả lời chướng ngại vật của Thanh Tùng. Câu trả lời của em là Quang Trung ạ. Đáp án cho từ hàng ngang vừa rồi sắp sửa được công bố. Thế nhưng trong thời gian đó thì Thanh Tùng đã rất nhanh nhấn chuông muốn được trả lời chướng ngại vật. Quang Trung thì đúng là có 10 chữ cái rồi. Nhưng nếu như trả lời sai thì cơ hội sẽ thuộc về 3 bạn thí sinh còn lại. Và Thanh Tùng thân mến, rất tiếc là lượt thi của bạn sẽ phải dừng lại tại đây, bởi vì đó chưa phải là chướng ngại vật của chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời của các bạn cho từ hàng ngang số 3. Bạn Thất Chính trả lời là áo, Thanh Tùng là áo và Phú Vinh cũng là áo. Đây là một câu ca rất quen thuộc, cho nên chắc chắn đó chính là câu trả lời chính xác rồi. Chúc mừng các bạn. Và bởi vì Thanh Tùng đã nhấn chuông trước khi những câu trả lời xuất hiện, cho nên bạn sẽ không được tính điểm cho câu trả lời vừa rồi ạ. Và như vậy chúng ta sẽ chỉ được chúc mừng bạn Thất Chính và bạn Phú Vinh với những câu trả lời chính xác mà thôi. Và bây giờ sẽ có thêm một góc hình ảnh nữa được lộ diện. Câu hỏi ở ô trung tâm, câu hỏi cuối cùng trong phần thi này dành cho các bạn sẽ có nội dung như sau. Hãy cho biết từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau. Cái, đầu mùa anh, xa em, đêm dài lạnh,
chăn chia làm hai nửa, một đắp cho em ở vùng sóng bể, một đắp cho mình ở phía không em. Bạn Thất Chính có câu trả lời là Z. Đó cũng là sự lựa chọn của Tuấn Chiến. Còn Phú Vinh trả lời là đêm. Và không chỉ một ạ, có tới hai bạn thí sinh đã vượt qua được câu hỏi này. Z chính là từ còn thiếu trong những câu thơ được sáng tác bởi Chế Lan Thiên. Chúng ta sẽ đến với hình ảnh trung tâm và xin mời Thất Chính. Dạ, chị đáp án cho trường hợp vấn hôm nay của em đó là rẹt năng bâng. Có vẻ như bạn đã trả lời câu hỏi này tự tin và thoải mái hơn rồi đúng không ạ? Dạ. Và những điều gì đã khiến cho bạn nghĩ tới rét nàng bân ạ? Dạ, tại em nhìn thấy trên hình ảnh trung tâm có chữ nàng bân và em nghĩ tới rét nàng bân. Vâng. Bạn đã bao giờ được hưởng cái rét nàng bân chưa ạ? Dạ, cũng có một vài lần rồi. Bạn biết thông tin gì về rét nàng bân không? Dạ, chỉ là rét nàng bân là một cái đợt rét muộn ở sau Tết. Vâng. Thường diễn ra vào tháng 3 âm lịch đúng không ạ? Dạ. Ở khu vực miền Bắc. Dạ. Và những câu ca rất quen thuộc đã xuất hiện trong hình ảnh của chướng ngại vật ngày hôm nay. Nàng bân đan áo cho chồng, đan ba tháng ròng mới được cổ tay. Xin chúc mừng Thất Chính đã có thêm 10 điểm với việc vượt qua chướng ngại vật. Như vậy là các thí sinh đã vượt qua chướng ngại vật của chương trình ngày hôm nay. Và mỗi bạn đều đã có những số điểm thêm vào quỹ điểm của mình. Tuy không lớn, nhưng đó sẽ là động lực rất lớn dành cho các bạn bước tiếp vào các phần thi sau. Bây giờ trước khi đến với phần thi tăng tốc, chúng ta hãy cùng tổng kết xem các bạn đang có những số điểm như thế nào. Bạn Thanh Tùng đang có 50 điểm. Đó cũng là số điểm của bạn Phú Vinh. Đang sở hữu số điểm 60 là Tuấn Chiến. Và tạm thời dẫn đầu với 80 điểm là Thất Chính. Một chướng ngại vật khá là hóc búa, em chưa nghĩ tới khi mà mở được ô chính giữa. Sau phần thi rồi em cảm thấy rất là tiếc, bây giờ em phải cố hết sức để vượt qua bạn Chính. Em cảm thấy thật sự là bất ngờ và cũng có chút hối tiếc khi mà chị Chi mở trung tâm ra. Em quá vội vàng, khoảng cách giữa các bạn chưa lớn lắm nên mình cũng có thể vượt lên được. Em cảm thấy rất là vui, tuy nhiên thì em không được chủ quan. Tại vì phần thi sau là một phần thi có rất nhiều sự xáo trộn với điểm số. Tốc độ để chiếm ưu thế khá dày dặn cầm chừng. Chứng kiến một cuộc rượt đổi tỷ số nữa. Một cuộc chơi rất gay cấn đúng không ạ?